Câu chuyện này hay. Vợ chồng kết hợp với bố, bố của cô này là làm một cái tòa nhà lớn, cho người ta thuê ngân hàng, cho thuê cái gì 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 đó. Thì trong cái việc mà để cho thuê đó, thì về cái pháp lý thì cô này cũng khá giỏi, ra luật sư đồ thuê 20 năm của bố đàng hoàng. Nhưng mà về đất thì bố vẫn đứng tên. Sau đó rồi bố mới có cái tính toán là chiếm hữu, không phải chiếm hữu gì chứ mà thôi, tiền của con xây bao nhiêu trả, thôi cái này của bố. Thì kinh tế của cổ hơi khủng hoảng, nghĩa là đang làm thâu nhập kinh tế mà nó bị chướng ngại về cái việc cái đồng tiền bỏ lên xây á, xây dựng cái nhà xong hết rồi bắt đầu hoạt động rồi, nhưng mà nó có cái trục trặc đó là người bố muốn lấy cái tài sản đó rồi chắc là gửi tiền nhà lại hay là như thế nào đó, thì vợ chồng không vui. Thì một tháng trời cổ suy nghĩ rất nhiều, nếu mà mang ra pháp lý thì bố cũng theo ra luôn, mà nếu mà bố thua á, chắc chắn là thua đó, nếu mà thua rồi thì bắt đầu là ổng sẽ bị trầm cảm, ổng bệnh hoạn hoặc là ổng chết đi á. Thì cổ kêu cổ ôm hận không kịp. Thì cuối cùng cổ quyết định là cổ giao hết cho bố luôn. Mà người chồng thì chưa thông được tư tưởng, chưa chấp nhận được, nói bố làm vậy là sai. Thì tổ sư Ấn Quang mới nói rằng là vì của cải vật chất mà thầy trò chém giết lẫn nhau, cha con chém giết lẫn nhau, anh em chém giết lẫn nhau vì một đồng tiền miếng đất. Nhưng mà cô này có cái hay, hôm nay thầy kể câu chuyện ra là cô buông. Cô buông ra và buông rồi vẫn giúp cho cha về công việc đó. Vẫn giúp. Thì thầy phục. Thật sự thầy phục. Chiều hôm qua thầy nói chuyện là thầy phục cô này. Phục ở chỗ là cô không có đem cái pháp luật để mà xử lý trong gia đình bằng cách đó là phải trái đúng sai. Nếu mà dùng cái pháp luật phải trái đúng sai như vậy thì cái tình cảm của giữa cha con nó sẽ mất. Mà riêng ông chồng bây giờ với ông cha vợ đó là mất rồi đó. Thì thầy khuyên là bây giờ con đã thông được cái tư tưởng là con buông để cho cha, dồn cho cha hết luôn. Qua thầy có nói một câu là cha con sanh con ra đến bây giờ, nuôi đến bây giờ thì cái đồng tiền với cái nhà đó là nó không nghĩa lý đâu. Không ăn thua đâu, thôi cho họ đi, được. Mà chính con cho con buông như vậy á, về sau á, là con sẽ được nhiều hơn. Hai lý do. Thứ nhất, nếu mà cái phước này của con mà người ta dành thì con sẽ có một cái phước nhiều hơn. Còn thứ hai là trong mạng con không đủ cho nên con xây cái nhà nó có trục trặc. Cái chùa cũng vậy, bất cứ cơ sở gì cũng vậy. Trong mạng mình không đủ, không tương ưng là nó trục trặc. Cổ kêu đúng. Hai vấn đề này là có một trong hai. Một là cái phước của mình quá lớn nhưng người ta cần, mình hoan hỷ, mình cho thì mình mất cái này, mình được cái khác nhiều hơn. Nên suy nghĩ như vậy. Còn thứ hai là trong mạng mình không đủ, không tương ưng với căn nhà đó, làm lên có trục trặc thì thôi buông. Thì khi buông đến cái lúc ông cha ông bệnh, ông có cái khối u hay cái cục gì trong người á, bác sĩ đi chở lên Hà Nội khám xong cái ông về, ông tưởng ông là chắc không sống bao nhiêu. Ông kêu con cái rồi lại, ông kêu cái cô này tới ông giao. Thì cô này nói thôi ba không tin con thì con quyết định không nhận một cái gì hết. Thì cuối cùng thì thầy nói là con nói như vậy thì cũng không có đúng, con nói vậy cũng hơi lẫy giận. Ông kêu đúng rồi, ba con nói lại với mẹ con là coi như là tôi nói nó có mấy câu như vậy mà nó giận lẫy. Thì thầy kêu về sau nếu mà ba con giao á, thì con nhận mà con nói như vậy. Thì con nói này có tổ sư Ấn Quang nha. Người ta đến quy y với ngài, ngài nói là bây giờ con thấy thầy con quý, con quy y, nhưng mà về sau con thấy một vị thầy nào giỏi hơn, tốt hơn á, thì con bỏ thầy, con quy y với vị thầy khác, thầy vẫn vui vẻ không sao hết. Kiểu cào kiến không? Không chấp nhất mà, tức là ngài buông xả được cái ngã chấp, ngài không còn, cho nên ngài mới nói ra được cái câu này. Thầy nói lại với cô đó, về sau á, mà hỏi vậy là bố con cái dao, ông kêu ông dao, nhưng mà ông nói như vậy thôi, cái khi ông hết bệnh cái ông thấy ông khỏe lại, ông đâu có dao nữa đâu thầy. Thì thầy kêu về sau á, con phải nói như vậy. Ừ, bố giao thì con nhận nha. Để bỏ đi cái chuyện là thôi, bố không tin con rồi, thôi con không có nhận nữa. Để làm cho họ buồn. Làm cho họ buồn mình tổn phước mà. Bố tin con, bố giao thì con nhận. Nhưng mà khi nào bố cần á, bố kêu sang sổ hoặc bố lấy lại là con hoan hỷ con đưa cho bố.
Nó kêu hay, cái câu này cao cấp hơn câu trước. Câu này đặc biệt hơn đúng không? Khi nào bố nhớ ngàn, quý vị nhớ ngàn, khi con cái của mình đã giao của cải hoặc giả là tính toán về vật chất, quý vị cứ buông xả cái tâm mình ra, quý vị cho họ hết đi, thì tự nhiên cái tâm của họ sẽ buông xả ra. Còn nếu quý vị đôi co với họ thì quý vị họ sẽ đôi co với quý vị. Quý vị hiểu cái đạo lý nào? Tức là khi mà mình chấp nhận, mình buông xả, cái tâm mình rộng lượng, mình hoan hỷ, mình không chấp nhất, thì ngay lúc đó người ta phục mình rồi. Mình cho họ một cái bài học rồi. Đúng không? Có một số công việc ở bên ngoài làm công trình đó mà. Thì quý vị biết có nhiều người họ bán hàng kinh khủng lắm. Họ thực sự mình chỉ lắc léo một chút xíu là mình tốn vài tỷ liền. Hôm qua cái ông ngói đó, ông lên ông nói, ôi thầy mua ngói vậy thầy? Kêu, có đặt ở ngoài Hà Nội rồi. Hồi trước đầu tiên xuống Bình Dương là 4 tỷ 9, anh này báo 3 tỷ 4, bây giờ thầy đặt được ở ngoài Hà Nội có cô Phật tử, cô tìm giùm cả 2 tỷ 6. Ông nói sao rẻ vậy? Kêu, cái ông đó ông làm rẻ mà chắc chắn lắm á. Quý vị thấy kinh khủng không? Nó nhích lên tỷ 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 như vậy đó. Mà nếu mà không có Phật Bồ Tát gia hộ là thực sự là mình lằn mò không ra đó. Vậy cho nên thành ra cái tâm mình rộng lượng được rồi á, thì tự nhiên cái phước báu nó đến và công việc của mình nó hanh thông. Bây giờ thì tụ chung lại nó có ba cái vấn đề hôm nay muốn nói với đại chúng nè. Thứ nhất là tâm lực mình phải đủ. Bất cứ muốn làm cái chuyện gì, xây chùa, xây chiền, làm nhà, cuộc sống gì nữa nữa, thì đòi hỏi tâm lực người này phải đủ. Tâm lực người này đủ nghĩa là tâm người ta thanh tịnh, tâm người ta hoan hỷ, tâm người ta an vui, không bị phiền não, thì buộc người này phải có thời gian niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, có một cái pháp để mình nương tựa, thì tâm lực của mình an vui, gọi là tâm lực của mình đủ. Mà Tổ Ấn Quang hay nói là tinh thần của tôi không đủ. Ngài nói như vậy là để cho những người khác đến khỏi làm phiền ngài, ngài có thời gian ngài tu thôi, chứ ngài thì thôi rồi, tâm lực làm sao không đủ được. Thừa Bồ Tát Đại Thế Chí mà. Nhưng mà thường ngài hay nói là tâm lực tôi không đủ, hay lợi là tinh thần không đủ. Thì bây giờ mình làm sao cho tinh thần mình đủ, thì sáng tối đừng có bỏ hai thời công phu. Hồi sáng thầy hôm qua lạy chung với quý vị phải không, là để bây giờ nói chuyện, để cái hơi bây giờ để nói chuyện, để cái sức bây giờ để nói chuyện. Chứ nếu mà sáng lạy xong bây giờ nói nữa thì dễ bị tổn khí và rất là mệt. Mấy giờ thầy dậy? 1 giờ. Mấy giờ ngủ? 8:30. 4:30 đủ. 5 tiếng cũng được. 6 tiếng cũng được. Mà trở lại 6 tiếng trở lại thôi, đừng ngủ nhiều quá. Cái ngủ nó giống như ăn. Nó ăn được món này ngon rồi nó ăn món khác, nó ăn cho no rồi nó tiếp tục nó ăn nữa. Nó ăn không cái giới hạn đâu. Cái ngủ nó cũng như vậy. Nó thèm ngủ rồi là nó ngủ thành bệnh luôn, không giới hạn luôn. Thì ăn cũng khống chế nó vừa vừa, đừng có no quá. Ngủ cũng đừng nhiều quá, bởi vì nó nằm trong ngũ dục tài sắc danh thực thì mà. 5 cái món này nếu mà mình không biết khéo xử lý nó là nó buộc mình chết thôi. Tiền của cũng vậy. Muốn có rồi có nữa, có nữa, có nữa, có nữa. Nó có đến lúc gì? Hưởng phước tạo nghiệp, chìm. Phải không? Danh cũng vậy. Lên được danh này, lên danh nọ, lên 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 đến lúc gì? Rớt xuống một cái. Không rớt về hưu nhiều lúc cũng gì? Buồn quá trời đúng không? Tài sắc danh thực thì 5 cái món này nếu mà không biết điều chỉnh là chết ngay với nó. 1 giờ dậy làm gì? Niệm Phật. Trong tâm A-di-đà Phật. Chập rồi niệm Nam-mô Quán Thầm Bồ-Tát thay đổi nhau. Ra bắt đầu công phu mà 1 giờ mấy, 2 giờ kém qua là thấy thầy Phương ông tu rồi. Vô trì đại bi rồi xong cái là niệm Phật. Mỗi ngày phải gia công dụng hạnh công phu để tâm lực của mình nó đủ sức để mình làm việc. Thứ hai là sức lực là sức khỏe. Thì sức khỏe nó có 2 cái điều. Thứ nhất là thức ăn mình phải đưa vào cho nó phù hợp vừa với cơ địa. Nhất là thức ăn mặn thì đừng có đụng vào. Con người mình sở dĩ dễ sanh bệnh đó là thường ăn những món có huyết nhục. Chút xíu nữa thầy tán đọc. Thường ăn những món có huyết nhục là ăn thịt chúng sanh là rất dễ bị bệnh. Thứ nhất đó là cái quả báo của những loài súc sanh đó, nó theo nó báo án. Thứ hai đó là trong thịt nó có chất độc.
Và thứ ba đó, cái thịt đó thay vì cái con thú nó sống được 5 năm, 10 năm, 3 năm, 2 năm, thì cái mình dùng cái danh từ gọi là cái gen á, cái gen tức là cái cơ địa của nó sống rất là ngắn thời hạn. Mà nếu mà mình ăn cái thức ăn đó vô trong con người mình nhiều á, thì thầy dùng cái danh từ gọi là thay đổi gen. Thay đổi gen từ con thú qua con người mình, và con người mình trở thành con thú bởi vì lấy cái thức ăn nó đưa vào trong thân của mình nhiều quá. Thứ hai, khi mình ăn mình nghĩ đến cái con đó, cho nên thành ra cái tâm mình đồng cảm với loài súc sanh, cho nên vừa tư tưởng cũng thay đổi gen trong tư tưởng. Tư tưởng nghĩ đến súc sanh mà nó cũng thay đổi từ cái loài người sang loài súc sanh. Rồi cái thức ăn đó nó cũng vào trong con người mình, nó cũng thay đổi gen từ cơ địa của vật chất. Hai loại. Có phải quý vị ăn tô bún bò là quý vị đây là nghĩ là bún bò không? Mà nghĩ bún bò là con bò không? Mà nghĩ con bò là tư tưởng quý vị đồng hóa với loài súc sanh không? Đồng hóa. Cho nên thành ra cái chú em của cô Thủy, hôm bữa ông gặp ông nói chuyện, ông kêu trước con giữ chân cho bố con giết heo, con nhìn con giống như con heo. Bởi vì cái tâm ông bị đồng hóa trong quá trình đó. Với hai nữa là ông nhìn nhận ra được mình giống như con heo, giống như loài súc sanh, thì bây giờ mình phải vượt lên loại khỏi loài súc sanh là không ăn thịt chúng sanh nữa. Chắc ông này là ông phải ăn chay trường. Ông kêu ông ăn 49 ngày rồi là ông ăn chay trường luôn. Thứ nhất, thứ hai là cái ý niệm của mình thấy mình giống loài súc sanh rồi, bây giờ mình phải vượt lên khỏi loài súc sanh là mình không ăn thịt chúng sanh nữa, không nghĩ đến cái việc mình sát hại chúng sanh nữa, thì mình là một con người, mình vượt khỏi loài súc sanh. Chứ không thì mình ngày này ăn con này, ngày kia ăn con kia. Từ tổ ông Quang nói, mình ăn nó rồi mình chết, mình làm nọ loại súc sanh đó, rồi súc sanh đó làm người ăn mình lại, ăn ăn qua qua trả trả vay vay. Thì như vậy là muốn cho cơ thể mình khỏe thì phải ăn rau củ quả. Mà rau củ quả thì cái gen mình không biết đổi thành loại súc sanh đâu, yên tâm. Đúng không? Gen về cơ địa cũng như tinh thần. Cái này khoa học. Và thứ hai là phải nhắc tay động chân, làm sao vận động được tay chân để cho máu huyết nó lưu thông. Hai điều người phú quý lắm bệnh tật. Thứ nhất là ăn nhiều món có huyết nhục. Ở trong này có ai còn ăn mặn đâu, giơ tay lên coi. Thứ hai là không nhấc tay động chân, không làm việc gì nặng, không phải nặng quá nhưng mà phải ra mồ hôi, vận động cho khí huyết lưu thông thì người này không bệnh tật. Thứ hai là sức khỏe, đúng không? Sức khỏe. Nhưng mà trong cái sức khỏe nó có hai cái điều. Đó là thứ nhất, mình phải bảo đảm được cái thức ăn thuần tịnh. Thức ăn nó là thanh tịnh, là thức ăn rau củ quả, loài thực vật. Là thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là cái khí lực, là hơi thở của mình làm sao cho nó đủ hoặc là nó dư. Nói về sức khỏe. Và thứ ba đó là nói về tài lực, tâm lực, sức lực và tài lực. Muốn có tài lực thì người này phải bố thí nội tài, ngoại tài, nghĩ vì chúng sanh, muốn giúp cho chúng sanh để cái phước báo mình tăng trưởng lên. Về sau mình muốn làm cái việc gì thì cái việc đó nó sẽ hanh thông. Nếu mà thầy gom góp được vài chục tỷ, vài trăm tỷ gì đó không biết, không nuôi chúng, không lo cho đại chúng nhiều, cũng không có phải giúp bá gia bá tánh nhiều, khi mà thầy xây chùa được không? Có đồng tiền nhưng mà nó trục trặc đủ thứ cho quý vị để coi. Trục trặc về đại chúng không hợp tác, trục trặc về thợ thuyền, trục trặc về cái việc đang làm bị tai nạn, chứ không phải là có tiền làm được đâu. Cái tiền đó phải đi với cái đức. Tức là đồng tiền đó là một loại phước báu, lấy ra dùng lợi ích mình, lợi ích cho người. Nhưng nó phải có cái đức, tức là cái công đức niệm Phật, công đức lạy Phật, công đức thuyết pháp, công đức in kinh, công đức phóng sanh, công đức thương người cứu vật. Thì khi mình có cái công đức như vậy là mình trong mạng mình có tài, thì hai cái này nó hỗ tương lẫn nhau thì quý vị mới làm được việc lớn. Còn nếu mà mình gom góp tiền bạc lợi mình hại tổn người bằng mọi thứ mưu mô lưng lẹo dối trá để được cái đồng tiền, mà tâm mình không có một chút đức gì hết, chỉ có một chút xíu phước thừa đời trước cho đời này cũng không có, thì cái tiền này có càng nhiều thì họa càng lớn. Đúng không? Họa càng lớn đấy. Nó bắt quý vị làm những công chuyện là quý vị coi như là vô tù ngồi đấy. Cái ông đó, ông xây một cái nhà, đi xuống Vũng Tàu, nhìn qua là ông giác vàng, ông làm kinh khủng. Tuần sau nghe bắt nhốt do cho vay nặng lãi. Quá giàu luôn mà cho vay nặng lãi. Có phải là cái tiền đó không phát xuất từ một cái âm đức của tổ tiên cha mẹ,
mà phát xuất từ một cái phước báu hữu lậu rồi mưu mô tính toán trong đó, cho nên càng phát là càng đại họa đúng không? Càng phát là càng đại họa đúng không? Thay vì đừng phát đúng không? Càng phát là càng cái họa càng đến đúng không? Đúng. Chỗ này là cái chỗ thâm thúy. Cho nên thành ra chư vị Phật Bồ Tát Tổ Sư luôn luôn chỉ mình phải tích âm đức. Cái người mà họ tích âm đức, họ làm, họ âm thầm họ làm. Họ làm họ không có khoe khoang, họ khô trương, họ khoác lác. Họ làm là họ muốn tích lũy cái công đức đó để họ gửi về Tây Phương Cực Lạc, để mà họ vãng sanh về cái cảnh giới thuần thiện, thuần tịnh để mà họ liễu sanh thoát tử. Thì người này gọi là tích âm đức. Còn những người họ làm mà họ phô trương, họ khoe khoang, họ khoác lác, họ làm để mà gì cầu danh, cầu lợi á, thì cái người này họ sẽ bị những cái đối tượng làm phiền phức họ hoài. Đây là cái chỗ mà để cho chúng sanh ganh tị, ganh ghét. Còn họ làm mà họ vì để mà cho chúng sanh để liễu sanh thoát tử á, họ làm không phô trương á, thì cái này gọi là âm đức. Âm thầm họ làm, thì cái âm đức này thì được Phật Bồ Tát Long Thần hộ trì hộ vệ cho họ. Còn họ làm một phô trương, khoe khoang, khoác lác, muốn cho người khác gọi là dương thiện. Cái dương thiện này là chỗ đối đầu của chúng sanh. Cái âm đức là cái chỗ mà để Phật Bồ Tát hộ trì gia hộ cho người đó. Nhớ cho kỹ. Thì hôm nay ba cái điều muốn nói đó là hàng ngày phải giữ công phu để tâm lực của mình phải thừa, để cho cơ thể mình, tâm lý của mình được ổn định. Có thể những người khác khổ đau mình giúp cho họ được, thì tâm lực người này phải thừa, đủ đến thừa. Thứ hai, tài lực là phước báu phải thừa. Muốn làm cái nhà 10 tỷ phải có 20 tỷ, gấp đôi mới làm. Bằng nếu mà làm hết thì cũng không làm. Sức lực phải có sức khỏe thì mình mới làm được công việc. Có tâm lực mình mới tính toán được công việc. Có tài lực thì công việc mình bắt đầu, cái sự tính toán đó bắt đầu nó mới trôi chảy, nó mới làm được. Muốn có tài lực thì người này để toàn tâm vô, phải vì chúng sanh, phải bố thí, phải cúng dường, làm cho mạnh vào. Cơ hội đến là làm cho tới luôn, không nhường. Không có phải là làm là mất. Giúp cho cha mẹ đang bệnh hoạn, đổ bạc tỷ ra cũng giúp. Những người đó họ coi như là gặp chướng ngại là giúp, mà giúp trong cái sự sáng suốt à. Đó là cái việc mà mình phải tích lũy ba cái điều mà hôm nay muốn nói. Đó là tâm lực, tài lực và sức lực. Nếu quý vị làm được thì công việc quý vị đều được hanh thông. Nếu quý vị có tiền nhiều, có sức khỏe mà tinh thần quý vị u ám, tâm tinh thần quý vị phiền não, mệt mỏi, thì hai cái kia nó không tồn tại đâu. Mà muốn có tâm lực thì buộc quý vị phải là có công phu thôi. Mà nếu quý vị có tâm lực là đầy đủ, có tiền của nhưng mà thân thể bệnh hoạn, quý vị cũng dùng không được tiền bạc đâu. Mà nếu quý vị mà có tiền bạc và có tâm lực rồi, quý vị cái như là ăn mặn tạo nghiệp xấu ác, nó bệnh nó nằm rề rề đó, rồi quý vị làm gì? Có phải là một con người có đầy đủ một tinh thần, một trí tuệ, cộng với một sức khỏe cường tráng, và cộng với là một cái phước báu tiền bạc, thì quý vị biết cái điều vui của người này nó đến mức độ nào quý vị biết không? Tuy rằng họ làm họ có mệt chút đó, mà về cái hết mệt liền. Họ có sức khỏe mà. Họ về cái họ ngủ được ngon liền. Mấy hôm nay tập cái cách của thầy Phương, mà đúng ra cái cách này 2 năm về trước ở dưới viện chiên tu trong cái nhà lá, cái lúc đó thầy bị tổn khí. Niệm Phật lễ Phật nhiều quá nó bị tổn khí, xong rồi lại úp mặt xuống cái nằm luôn. Không lên nổi nữa, nó mệt quá rồi. Nằm luôn khoảng vài phút, mình vẫn thở bình thường mà thấy tự nhiên nó khỏe. Nó lạ nha. Cái cách mà điều khí bằng cách mình lại, mình úp mặt xuống, mình để nó một chút xíu nó khỏe nha. Ô lạ vậy. Xong mình ngửa dậy, xong cái bắt đầu mình hít thiệt sâu vô, ép người xuống giữ hơi thở. Làm năm hơi một cái, tự nhiên con người nó sảng khoái, nó không có nhói sau lưng nữa, nó dễ chịu. Bắt đầu kêu thầy Tánh rồi cả mấy anh em khu chiên tu ra chỉ. Lúc đó là thầy Phương không còn cư sĩ. Và khi mà mình làm một vài tháng xong khỏe, cái mình bỏ.
đúng không? Con người mình nó dễ thối chuyển nha, bỏ. Vừa rồi thầy qua bên đó xong cái là hỏi sao mà cái giọng thầy khỏe quá, sáng thầy tụng kinh oan oan vậy thầy. Nó kêu là cái cách của sư phụ chỉ là từ cái lúc ở khu chuyên tu là con đã áp dụng đến bây giờ, là dùng cái hơi thở mỗi buổi sáng trước khi vô công phu, úp người xuống, hít vô sâu, giữ lại có khi một phút luôn. Mà trong khi giữ đó là niệm A Di Đà Phật. Sực nhớ lại, sực nhớ lại. Hai ba ngày hôm nay làm vô giấc ngủ rất sâu mà khỏe, mà công phu không mệt nữa. Giờ thầy Phương lên làm cái cho anh em biểu diễn chút nghe. Cái này nhớ nghe, chút nữa về làm liền nghe. Hôm qua gặp, hôm qua trực tiếp gián nhàn hướng dẫn cho mấy người ở Việt Trì á. Người ta nói trời bữa nay được cái món của sư phụ, tối nay là về phải làm liền, đặc biệt. À, đừng chứ ha. Cái này không khó, không có quỳ lên gì hết trơn. Nó không có đứng lên ngồi xuống gì hết trơn. Trông thảm vậy nè. Nó không có đứng lên ngồi xuống. Nếu mà mình coi là màn hình nha, chị coi nhìn lên màn hình kìa. Không khó. Không đứng lên ngồi xuống. Quỳ như vậy đó. Mong mình ngồi trên ghế gót cứ quỳ như vậy thôi. Và nếu mà mình hít sâu mình giữ lại mà mình đứng lên luôn cái là nó chóng mặt, có nhiều người bị té. Đơn giản vậy thôi. Hít sâu vô, xuống, giữ hơi lại, không thở ra. Trong tâm niệm A-di-đà-phật. Coi nha, coi này, ông tập 2 năm rồi cho nên hơi thở ông dài. Hôm bữa thầy tánh cũng dài lắm mà chắc là cũng quên, giống như giác nhàn bỏ rồi. Cứ như vậy mà giữ, vô hại. Không có đứt cái dây thần kinh nào trong đó đâu. Không có sao hết trơn. Rồi, cứ như vậy mà giữ. Nãy giờ cũng mấy chục giây rồi ha, gần cả phút rồi ha. Thầy tập lâu rồi cho nên thành ra thầy giữ được lâu. Và cái lúc này là hơi nó đang đẩy máu lên trên não á. Và cái lúc mà giác nhàn mà ép cái kiểu khoảng là 40 giây là tim nó nhảy còn 50 thôi. Tim nó nhảy còn 50. Thầy tánh nhớ cái lúc dưới nhà lá khu chuyên tu có làm lần không? Như chắc quên rồi phải không? Bỏ không? Đó nhìn nó biết, cười cười là biết bỏ rồi. Làm lần nữa coi. Mỗi sáng là thầy như vậy là biết bao nhiêu không? 5-6 hơi. Đại bi một lần 50 biến, không cần phải mở máy. Mỗi thời tu của thầy là từ khoảng 2 giờ đến 6 giờ là chuyện bình thường. Bằng miệng không nha, thầy không có tụng máy nha, không tụng máy. Bữa ngồi nói chuyện thầy giật mình luôn. Ông chú tính là ông ngồi ông trợ bắt á. Nhớ lại cái cách này, 3 ngày hôm nay dùng lại. Dùng hơi nhiều mà bước đầu giác nhàn xuống cái là cái sau lưng nó nhói, là cái cuốn phổi của mình nó bị nhỏ lại đó. Và cái hơi trong phổi mình nó ít cho nên thành ra nó bị nhói. Nhưng mà hôm nay là hết. Thầy kêu mỗi buổi sáng thầy làm 5 hơi là cái khí lực ở trong người thầy, hơi thở nó chạy rần rần rần, nó thở bằng chân lông á. Tức là mình ép, mình nín lại vậy là thở bằng chân lông. Tim lúc mà giác nhàn ép như vậy là khoảng 30 giây thôi. Thì từ bình thường cái tim mình khoảng là 80 nhịp, tức là 80 trên 1 phút nó nhảy đó. Nhưng mà ép vô như vậy nó còn cả 50. Mà cái tim mà nó càng chậm chừng nào mà mình giữ được như vậy thì con người mình sống càng thọ. Thì hôm nay là cái cách đại chúng nên dễ không? Đâu có đứng dậy đâu, có làm gì khó đâu. Chứ hít thở úp người xuống, nín lại chừng nào chịu không nổi thì lên. Mà trong tâm niệm A-di-đà Phật, đơn giản vậy không? Vậy mà hết tổn khí là cái phía sau không nhói, phía trước không nhói. Quý vị tụng đại bi ầm ầm, tụng thoải mái, bảo hành. Thử đi. Trời ơi, mình chế ra cái cách này mà cuối cùng thầy dùng 2 năm nay, cuối cùng mình phải học lại ổng. Cái ngày đầu tiên xuống một cái là cái phổi sau lưng nó căng, nó nhói, nó buốt, chịu không nổi. Giống như cái cuốn phổi mà mình không có hít thở, nó co lại nhỏ vậy nè. Bây giờ mình nông nó ra vậy nè, bắt đầu nó buốt. Cái bao tử quý vị ăn cơm ít thì cái bao tử nó nhỏ lại. Quý vị ăn thêm cái bao tử nó lớn ra, mà ăn nhiều quá nó nổ cái bụp nó chết rồi. Phải không? Cái phổi cũng vậy, quý vị ít thở, ít có thở giống như hàng ngày nè, nó nhỏ lại. Cái cuốn phổi nó nhỏ lại luôn. Khi quý vị cúi xuống nó buốt ở sau lưng cho coi. Rồi sau bắt đầu quý vị chỉ có cách mà cúi xuống ép hơi như vậy là bắt đầu cái phổi mình nó nở ra. Cái dây, cái ống phổi mình, cái ống phổi nó dẫn hơi thở vô nó nở ra. Cái phổi mình nó nở ra, nó chứa nhiều không khí trong đó thì quý vị sẽ khỏe và quý vị sẽ sống thọ. Còn ăn nhiều chứ chắc gì sống thọ đâu. Tổ ông Quang nói ăn nhiều là tổn thọ. 70-80%, 90 trở lại thôi, đừng ăn quá. Ăn nhiều là tổn thọ, nhưng mà riêng cái khí này nè, là cái hơi này nè, vô thoải mái càng nhiều càng tốt. Sợ tổn chứ không có sợ thừa. Thử đi, thầy phổ tối nay hoặc chiều nay hoặc chút nữa mình về. Nhất là đói bụng mới được ngang cho no là ép xuống nó bể cái bộ tử à.
thử đi. Hôm qua đi làm về, cái tắm rửa xong ngồi trên giường trước khi ra ăn cơm ép 5 hơi luôn. Mà chắc một hơi hơn phút á. Khi mà muốn 5 hơi là khi úp mặt xuống lấy cái tay mình nhịp ở trên cái nền, của cái miếng nệm của cái giường hoặc nền xi măng á. 1, 2, 3, đếm trong tâm á, 4, 5, 6, 7, 4, 60 lần, nhịp cái tay 60 lần. Là lúc đó toàn bộ trong cơ thể của mình ấm rang là hết cái hơi, nó tống toàn bộ những cái độc tố trong máu mình á, là do cái hơi thở đó nó sẽ làm vô hiệu hóa những cái loại máu mà máu xấu á, thì nó sẽ làm vô hiệu hóa hết. Cái này là cái máu tốt của mình bắt đầu là từ nơi không khí nó vô, mà chỉ có úp người xuống giữ như vậy thì cái hơi nó mới tống mạnh đi được qua tim, qua não, qua toàn bộ trong cơ thể. Mấy hôm nay công nhận trì đại bi khỏe thiệt. Lúc trước mà kêu mà không có máy thì trì 25 biến là không bao giờ trì nổi. Hôm nay là ào ào 25 biến là bình thường, thì mình mới thấy cái hữu hiệu mà cái bổ bói mà 2 năm trước đưa ra thầy giữ đến hôm nay. Hôm bữa ngày giỗ sư cô Liên Phương á, thầy tụng coi như là kinh A Di Đà mà thầy từ ngồi bên kia muốn bể đầu luôn á. Oan. Thì kêu ông nhỏ lại một chút. Mấy người ngồi cứ lo chịu không nổi. Phải luyện tập thôi, dùng cái cách này đi. Thầy dùng bấy lâu nay mà thầy không có quảng cáo. Hôm nay ngồi hỏi lại là kêu là sư phụ chỉ mà sư phụ quên, sư phụ có dùng. Hôm nay dắt nhàn dùng lại, mấy anh em dùng lại, đơn giản đúng không? Trước khi đi ngủ, hôm qua đó là tu một tiếng xong rồi ép 5 hơi vừa vô chứ được 5 phút ngủ liền. Trong 4 ngày hôm nay là không có nằm trằn trọc. Thường con người mình ngủ mà thiếu hơi thở là nó trằn trọc, nó thức dậy để nó đòi cái hơi thở trong cơ địa của mình. Con người mình nó đặc biệt lắm. Cái cơ quan của cơ địa của mình nó rất là đặc biệt. Khi mà nó thiếu cái gì là nó phải đòi. Nó thức dậy để nó đòi hơi thở mà mình không biết thì sao? Mình không có cung cấp nó thì nó cứ cho mình thức luôn. Công nhận. Lúc trước mà kêu mà thức dậy 1 giờ mà tu đến 4-5 giờ là phải lên giường nằm một chút, chứ không bao giờ mà đẩy đến 6 giờ nổi. Mà nhờ ép cái hơi thở này vô con người nó khỏe mà đi 6 giờ không bước lên giường, không bước ra khỏi phòng thờ là mình biết cái hơi thở này nó đủ sức để cho nó đẩy mình đi công phu. Nó làm mình khỏe, càng niệm càng khỏe. Mỗi lần công phu đến nửa chừng thấy nó yếu là ép hơi thở vô tiếp. Thôi đứng dậy. Nên dùng đi. Cái này có tốn tiền vậy đâu. Mà an toàn vô hại. Sợ là mình úp mặt xuống xong rồi cái bắt đầu mình đứng dậy liền thì nó choáng váng nó ngã. Cho nếu mà mình úp xuống mà mình ngồi lại bình thường, cái mông ngồi cho nó ngót mà quỳ ngồi thấp như vậy thì vô hại. Có bữa thử đến cái mức mà nó căng toàn bộ người lên để mình coi thử nó có tác dụng phụ gì không, nhưng mà không. Chắc là khoảng 1 phút rưỡi á. Đếm gần 100 luôn á. Cứ một nhịp đó là một giây á, đếm gần 100 là coi như là nó lên đến một phút mấy rồi đó, là toàn bộ người mình coi như là đường máu trong cơ thể mà nó căng lên hết. Mà tưởng coi thử có cái gì không mà không. Trước khi công phu, sau khi công phu, hoặc công phu nửa chừng ép nó luôn, cho hơi thở nó vô thì quý vị sảng khoái. Nhất là cái phổi của mình nó sẽ căng cái hơi nó ra, nó hơi nó vô nhiều, nó căng cái phổi nó ra và máu nó lên não thì quý vị không bị đau đầu. Và đây là chữa bệnh mất ngủ cực kỳ hay. Thế nào quý vị thiếu hơi thở vô cũng nằm trằn trọc nửa tiếng, 15 phút, 1 tiếng à. Chắc chắn là như vậy. Nếu mà ép vô cách này khoảng 3 ngày là quý vị 5 phút là ngủ. Bảo hành luôn. Chắc chắn là như vậy. Cho nên thành ra thầy dùng lại giác nhàn thấy là ổn. Nên dùng cái cách này để mà người tu tịnh độ. Đó quý vị giờ ngồi vậy, quý vị hít vô quý vị giữ được bao nhiêu không? Không giữ được nhiều. Cộng lại là mình không cúi người, mình gấp lại thì cái hơi nó không có tống đi toàn bộ tim mạch ốc, toàn bộ máu huyết nó không đủ sức để nó tống đi. Thầy tánh lúc trước là thầy chuyên môn hít thở, mà thầy hít đến cái mức độ thầy đứng thầy hít, thầy giữ lại chập cái chống mặt thầy té cái bịch. Cái kiểu này dễ bị chấn thương sọ não lắm. Thầy té mấy lần vậy đó. Nhưng mà làm cái cách này thì không sợ té đâu, vô hại. Nhớ cách này không? Thôi giờ thầy tánh đọc văn sao chút xíu, có cái mẫu chuyện trong này rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lại khai thị của tổ sư Ứng Quang Chích Trong Văn Sao.
thành tâm cung kính lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn đời chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Tổ sư Quang Khai Thị, người niệm Phật nên niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Từ khi đến Linh Nhâm, bất cứ danh lam thắng kịch nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chỉ mong vạn sanh chẳng bằng tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì Chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, tham sân lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ vật thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với ta bà, ngoài việc niệm Phật ra chỉ thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim trì các chú Luân Nghiêm Đại Bi vân vân cũng đều được cả. Mỗi ngày đi ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng Chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao cho này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng cho ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa và khuấy lên, đợi cho chất cho lăn xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm tín hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hắn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phu quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cất tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì hỏa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, tâm hận kích lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày ắt sẽ phát ra thành bệnh, thành ghẻ. Bà chồng nhà họ Trương chịu để cho thần tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Hằng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, trì Chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể chung tránh, bị chúng bom chết sẽ liền vãng sanh. Đấy cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chẳng nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Trích trong Văn Sao Tục Biên quyển thường. Phật là đại vương trị khắp những bệnh thân tâm sinh tử cho chúng sanh. Nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi, nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ: một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm, tự lợi lợi tha, niệm tín hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước. Nếu những oan gia đối đầu ấy lìa khổ được vui,
thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ nên sẽ âm thầm phù hộ. Phạm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh đấy đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật, hàng ngày chỉ chú đệ bi gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc, thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được gia trì bằng chú đại bi, dạy người ấy kiên giết, bảo vệ sinh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lệnh ngay, quyết cũng chẳng lên nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Trích trong Văn Sao Tục Biên quyển hạ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Âm nói: Tà đắc Phật tâm chứng đời rốt ráo, có thể dùng chân bảo đủ mọi cách cúng dường mười phương Như Lai cùng với pháp giới lục đạo chúng sanh. Cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói: Cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phu quý được phu quý, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu đại niết bàn sẽ đắc đại niết bàn đó ư? Đại niết bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Hơn nữa, Quán Âm và Di Đà đều cùng là một chuyện độ sanh, nào có phân biệt, nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì xử lý mới viên dung. Chú ý, cầu vợ là cầu được người vợ hiền thiện. Câu chuyện cảm ứng niệm Phật chỉ chú đại bi được vãng sanh Cực Lạc. Vào triều nhà Tống, vợ của lớn hoàng đô Quán Viên Ngoại tên là Ngô Thị, hai ông bà đều trai giới thanh tịnh và rất thông đạt Phật lý. Ngô Thị thờ Quán Thế Âm Bồ Tát rất thành kính, hàng ngày đều chuyên tâm lễ Phật, niệm Phật nên có được nhiều sự linh cảm. Trong tỉnh thức của Ngô Thị có mấy chục cái bình sành, bà dùng tinh thủy rót đầy trong ấy, tay cầm nhành dương liễu trì tụng chú đại bi vào trong ấy. Khi thực hành như vậy thì thấy Quán Thế Âm Bồ Tát phóng quang minh vào trong bình. Bệnh nhân ở các nơi đến xin nước ấy uống đều được thuyên giảm bệnh tình. Nước tụng chú đại bi đi nhiều năm vẫn không hư, vào tiết mùa đông lạnh giá vẫn không đóng thành băng. Do vậy mà nhiều người gọi bà là Quán Âm Viện Quân. Bà có hai người thị nữ cùng theo tôi tịnh nghiệp với bà. Một người trong hai người này rất nghiêm trì tịnh giới, chuyện tu khổ hạnh, có khi suốt tháng không thấy cô dùng đến cơm cháo. Mỗi ngày chỉ cần uống một chén tịnh thủy của Quán Âm Viện Quân chỉ chút mà thôi. Một thời gian sau, cô nhìn thấy Phật A-di-đà và chư đại Bồ-Tát Thượng Thiện Nhân ở Cực Lạc hiện trước mắt. Mà như vậy chạy qua suốt một thời gian là một năm. Đến ngày cuối cùng, cô an nhiên niệm Phật mà vãng sanh. Trích trong Long Thơ Tịnh Độ Văn. Và lá thư đến đây là kết thúc ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Theo như kinh nghiệm của thầy, mà xuyên qua cái lời dạy của Tổ sư Ứng Quang, cái kinh nghiệm của Tổ sư Ứng Quang, để chúng lưu tâm chỗ này một chút. Nếu mình đi vào công phu mình niệm Phật suốt luôn, tức là cái căn lành mình đủ để mà mình giữ câu Phật hiệu thường xuyên,
Dĩ nhiên khi mắc công việc như với thầy ra xây chánh điện làm chùa thì nó bị gián đoạn. Nhưng mà khi mình rảnh rỗi hoặc mình xong công việc mình về nhưng mà nó không nhớ để niệm, nó không để nhớ niệm Phật, hoặc mình niệm nó không có cảm, nó không có hứng thú, thì mình biết cái nghiệp chướng mình nó sâu dày quá, mình vô công phu không nổi, thì nên dùng thêm chú Đại Bi với danh hiệu Quan Âm. Này, kinh nghiệm của thầy Phương nói mà Giác Nhàn thấy cũng đúng như cái lời của tổ. Lúc trước là coi như là ông bỏ trì chú, bỏ niệm Phật, không niệm Quan Âm, ở lòng vòng các chùa chơi, dí ông hết chùa này đến chùa nọ, ông đi chùa khác. Cái lần cuối là ông đi là coi như là năn nỉ ở lại, ông kêu ở hết nổi rồi, sư phụ cho con đi thôi, không có cách nào ở nổi. Đáp y thì kheo rồi, quần ông chịu không nổi. Cuối cùng về đài Tâm Thánh, mình nói Bồ Tát Quan Âm, Ngài chỉ cho con cách nào tu, cho con kiểu này chắc chết, giờ đời thì khổ quá mà ở đây thì tu không nổi. Gần 2 năm nay mỗi ngày 50 biến Đại Bi, mà mỗi buổi sáng tụng, mình tụng Đại Bi là 1 tiếng 10 phút là 50 biến, cũng làm 30 phút. Nhìn vô trong cái bảng bằng chữ, mà nhìn vô chữ, mở mắt nhìn vô chữ, đọc trong tâm hoặc là thầm, rẹt cái là 30 phút, 35 phút hết 50 biến. Lần chuỗi cứ biến hột. Từ lúc đó bắt đầu tâm nó định lại, thích ở đây, làm việc rất quan hỷ, Đại Bi. Niệm Phật có vô đâu? Niệm Phật không vô. Một môn thâm nhập mà không vô. Chán niệm Phật niệm không nổi. Đáng lẽ rảnh mình niệm chứ. Cho sao rảnh không niệm? Có chướng ngại. Căn lành không đủ để niệm. Sức lực không đủ để niệm. Nghiệp lực thì quá sâu dày. Vô Đại Bi thử đi, 25 50 biến đi, như thầy đi. Khi thầy vô Đại Bi 50 biến thầy kêu bây giờ là không bao giờ dám bỏ. 1 giờ là 1 rưỡi là dậy rồi, không bao giờ quá 2 giờ. Nếu giúp được mình như vậy thì tốt quá. Còn nếu mà bạn bỏ Đại Bi, bỏ niệm Quan Âm thì bạn niệm Phật phải đắc lực chứ. Cái dụng hay của tổ ông Quang, Ngài nói mình nên Đại Bi với Quan Âm là cái chỗ này. Đừng xem thường. Thử đi. Nếu mà mình không cần Đại Bi, bỏ Đại Bi đi, không cần biến nào cũng được, bỏ niệm Quan Âm đi, nhưng mà mình niệm Phật phải đắc lực. Công phu phải thực sự là vào công phu đắc lực. Vừa rời công việc ra bằng đầu óc, hoặc là mình làm tay chân mình niệm không được, thì vừa rời công việc ra là quay vô câu Phật hiệu liền. Thì có như vậy mình mới phục được cái nghiệp lực của mình. Còn không thì làm ơn giống như thầy Phương giữ giùm 50 biến mỗi ngày. 2 năm nay không bỏ. Bắt đầu từ ở đây, ông kêu ông ra ông hàng sắt, ông bịt cái mặt. Nhớ lúc trước mấy cái khung sắt này làm cho ông sang, ông chuẩn bị làm bịt cái mặt. Ông làm, ông mở chú Đại Bi, ông mở niệm Phật trong người nó mát mẻ. Ông mới leo lên trên nắng trên đồ, ông làm như mấy đứa thợ thì làm nó phải có tiền đúng không? Còn ông làm có tiền bạc đâu. Nhưng mà ông có cái niềm hỷ lạc công phu buổi sáng. Còn mình thì niệm Phật cũng niệm không nổi. Niệm qua Quan Âm chút cho mình kêu là sen tạp. Niệm làm gì, niệm Phật đủ rồi mà niệm có được đâu. Thêm Đại Bi chút kia mất thời gian, niệm nó mệt. Nếu bạn niệm Phật vô công phu được, rời công việc bạn quay vô liền, tức là niệm Phật nó thành khói rồi. Niệm Phật nó đắc được cái gọi rằng là công phu rồi, thì bạn thành công. Chúc mừng bạn. Còn nếu bạn vào không nổi thì bạn thêm Đại Bi 25 hoặc 50 đi. Mỗi buổi sáng học bạn vào cái thời gian nào đó bạn thử coi. Đó, thầy Phương đó. Sáng 2 giờ 1 rưỡi qua là thấy ông đắp y, ông đã làm rồi. Công phu rồi, Đại Bi thần lực bất khả tư nghì, dọn đường cho mình để đi vào. Đừng chớ dại mà bỏ. Có bà cụ đó, bà trì Đại Bi 108 xong bà kêu niệm Phật cũng đủ rồi. Nghe thầy đó nói không cần cái sen tạp đó. Bà bỏ một cái mấy cái thầy nhì nó tới nó dí bà coi như là xanh mố mặt. Ở bên nhà cô Huệ nè. Qua coi như đi không nổi luôn. Tối ngủ cả đêm 3-4 ngày ngủ không được mà. Nó tới nó dọa cho. Cuối cùng sao? Qua bên cái nhà khách bên sau lưng nhà dưỡng lão, sư phụ ơi, bỏ hai cái thai nhi mà bây giờ không cách nào rời khỏi cái ý niệm về cái vấn đề thai nhi. Nó quằn con chịu không nổi cả đêm. Cái bà tu làm sao? Kêu lúc trước thì sư phụ nói thì có Đại Bi, hôm nay bỏ Đại Bi chữ niệm Phật không? Kêu niệm Phật mà không qua không nổi cái cảnh giới đó thì phải thêm Đại Bi. Lúc trước có gì đâu. Bà nghe xong cái bà làm 108, 3 ngày mất.
Không phải niệm Phật không kiến hiệu, nhưng mà cái nghiệp lực nó không ngăn cản, và cái sức công phu mình không đủ đột phá. Cho nên anh ra tổ hôm qua nói là dùng đại bi thêm mỗi tối. Thầy Tánh mới đọc hồi nãy là 50, 25 hoặc 75 là Ngài có cái dụng ý của Ngài. Ngài kêu chúng sanh trong cõi này nè, ông Giác Nhàn ơi, ông nên như vậy đi. Ông làm khác không được đâu. Ông nhất môn thông nhập phải là như Ngài Hải Hiền, phải như Hòa Thượng Tịnh Không kìa. Một câu Phật hiệu, bốn chữ A-di-đà Phật, niệm đến cùng. Nổi không? Nổi không? Nổi thì chúc mừng bạn, cứ làm đi. Còn nó có chướng ngại, niệm Phật nó ngán, niệm không vô thì bạn thêm đại bi thử nói sao? Bạn giữ thôi coi, ba ngày, tuần, nửa tháng, hai tháng, một, hai năm coi thử coi. Bữa hôm đôi, úi dồi, công nhận đại bi hay, không dám bỏ. Nhưng mà công nhận cái lực của đại chúng cũng quan trọng. Con dụng công 1-2 giờ khuya như vậy mà điếu thuốc bỏ không nổi. Mà khi qua sư phụ rồi bắt đầu mới bỏ được. Giờ bỏ rồi đó. Trước khi qua già dưỡng lão coi như là điếu thuốc cuối cùng. Nói với chú Tính đây là điếu cuối cùng. Bỏ rồi đó. Có tốt cũng phải có xấu chứ. Thì kêu trời ơi, ông dụng công đại bi coi như là suốt như vậy mà điếu thuốc bỏ không nổi không. Ông kêu công nhận hút mấy chục năm này nó ghê, ghê thiệt. Cái nghiệp nó kinh khủng thiệt. Này bỏ được rồi đó. Bỏ luôn cái ngang, đừng có bỏ từ lỗ mũi bỏ lên cái hít vô nữa chết à. Chỗ này Giác Nhàn nói cảm xúc phải không? Nói cảm xúc là lý do gì à? Mình thấy cái công hiệu của đại bi, không dám bỏ. Buổi chiều nào mà công việc nhiều, 1 giờ mấy 2 giờ lao ra ngoài chánh điện làm là phải mở đại bi suốt luôn. Cho đến 5 giờ chiều về là nó khác hẳn trong người liền. Lạ. Nghe thôi. Nhưng mà nếu mà tập trung mình từ 1:30, 2 giờ mình ngồi mình nghe, mình tập trung mình tụng đến 5 giờ là không cách nào tụng nổi. Tinh thần nó không đủ để làm, mà vừa ra vừa làm vừa nghe thì được. Nhưng mà nếu mà 2 giờ để công phu đến 4 giờ thì phải pha loãng nó bằng cách tụng kinh, niệm Phật, rồi niệm Quan Âm thì trì chú 25 hoặc 50 thì được. Chứ mà đẩy luôn đại bi vô không nổi. Phải cái tinh thần mình nó không quen không? Đâu có quen đâu, hồi xưa giờ mình đâu có quen cái kiểu mà mình làm gấp gáp nó được. Nhưng không nên bỏ đại bi. Thầy khuyên quý vị không nên bỏ đại bi. Tổ quan mới tất thì thầy Tánh đọc tối 25-50, thường là ngày 50 đúng không? Đó. Quý vị thử đại bi rồi quý vị tu cái sảng khoái 1-2 giờ quý vị thức dậy tu nó làm sao. Con người mình nó sảng khoái làm sao, mà nó lanh lẹ làm sao, mà nó nhảy bén làm sao, mà nó nhiệt tình với công việc, nó thích làm phước làm sao, làm sao, làm sao, làm sao, làm sao, làm sao, làm sao rồi biết. Trợ hạnh mà, chứ đâu phải xen tạp đâu. Trợ hạnh, kim tu nên làm. Tổ dạy làm sao mình làm vậy đi, không có chướng ngại đâu. Còn nếu mà mình niệm Phật được thì thôi khỏi. Nhưng riêng Tổ Ông Quang thì cái công phu của Ngài thì thôi, nói đi, đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm, vào đại tiểu tiện, hết thảy thời, hết thảy lúc, niệm làm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Cảnh giới này Ngài vô rồi. Ngài vô rồi, Ngài mới nói ra được cái điều này. Nhưng mà vẫn gì, mỗi ngày tối 25 hoặc 50, 10.000 câu Di Đà thì 5.000 câu Quan Âm. Thì quý vị biết là Bồ Tát Thiên Thủ với Bồ Tát Quan Âm, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát thấy thần lực như thế nào rồi quý vị biết đúng không? Đó, thì thôi. Nếu mà làm thì tốt, không làm thì cũng không sao đâu. Thì cứ ở lại Ta Bà rồi đi đâu đó đi thôi.